thứ đi cha. Khỏi coi trang ông đẹp ác bà. Ông phải lên ký ông mới đẹp được. Ô, vậy đẹp coi trời ông kiếm một rủi ghê. Đàn ông là phải sống mũi. Sống mũi gì? Không là gì có miệng quá đẹp. Từ từ để sống miệng vô được không? Thu bút tên gì? Thu bút của em hả? Nha khóa không? Mình chết các bạn quên. Kích vô con. Cái bữa sao nói coi gì là coi là mà chết hết. Chị tên gì? Trinh Nguyễn. Trinh Nguyễn. Rồi để đó vô kích Trinh Nguyễn nó liền. Em cũng làm xin tương tác. Ê, người ta đừng coi cho con bú cho ăn được không? Ai? Ý là hỏi giùm. Đang cho con bú bao nhiêu tháng? 3 tháng mấy? Nhủa nhưng mà phải ví dụ từ sáng nhủa đúng không? Năm tiếng sau mới cho bú lại. Ví dụ cho có kèm sữa hoài á thì nó khỏe. Để nó thải hết cái thuốc tê ra đã, rồi mới cho bú về cho nó nóng. Mà mới thôi 3 tháng mấy từ từ đi. Nhất nó chịu không nổi. Nhất chịu không nổi thì uống thuốc trước đỡ đi, cho nó lành đi rồi bắt đầu mới nhổ vì cơ dù địa. Có mà cho bú sữa hoài thêm thì nhổ ok. Vì cơ địa mới đẻ ra đã yếu rồi, mấy cái 3 tháng em bé nó cũng chưa có mà có cứng nữa nên cứ từ từ. Nhổ cái răng ra nó đau lắm chứ dở nha. Lúc nhổ thì nó không đau cái gì, nó đau lắm. Ai vậy có đau đâu? Bà không đẻ. Bà không đẻ con mà. Cùng có trăm bữa cũng chắc vậy có đau không? Sao ít kêu quá ba. Thêm đi, thêm sao nóng luôn. Dư luôn. Nhà đi xuống nha, thằng có nhỏ đang làm nhà cá ruột cái nào nguyên hàm. Xuống đi làm hoài. Giờ có chút buổi thay giọt ở đây liền. Ăn làm nó chặt đang đi làm. Về tầm 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi sau mới ăn nha. Để cho nó ổn định, nó bóp keo hết nó. Giảm căng luôn đi. Tết đẹp. Cưỡng năng mới 22 về quê sớm ra. Nghỉ cả rồi. Mọi người tranh thủ tính nhà kho ao lòng rang đi. Sắp Tết rồi. Tới đây đang khuyến mại giảm giá tẩy trắng quá trời. Còn tẩy trắng cũng chết. 200 rang cậu vô rang tranh thủ. Năm nay nhà kho làm xiên Tết. Cúng mà ăn Tết thì chi. Nhiều cách ly cũng như không. Thì làm cái loại này là sau này không sợ viêm nướng. Được đi. Về đánh răng á, đưa tay vô cái núi nè, bóp bóp ra, nghe không? Là cái máu viêm nó chảy ra. Nó chảy ra là cái núi chị nó hồng hoài luôn, nghe không? Người ta chị không viêm được. Anh chị bữa em ngoài đúng chuẩn. Ý là mình nói mình cứ vệ sinh chạy đi, răng thường cũng được nữa. Răng nào vậy là cái núi mình nó hồng hoài, nó sẽ không bị tụ máu viêm, nghe không? Đánh răng là lên xuống chứ không có dàn ngang nha. Chị đính cái hộp nhỏ em đúng không? Cái hộp chị đính đâu? Ở nhà khoa em. Lâu chưa chị?